Thay vì làm màn hình TV cong sẵn như LG, Samsung cho phép người dùng có thể chuyển sang màn hình cong bằng một nút bấm hoặc màn hình phẳng tự động uốn cong theo chu kỳ. Dòng TV màn hình cong UHD U9000 của Samsung là TV UHD màn hình cong đầu tiên trên thế giới. Bây giờ bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc TV màn hình cong, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chiếc TV đó có thể trở lại thành màn hình phẳng khi bạn muốn. Samsung còn đưa công nghệ độc quyền mới Pure Color, tạo cho màn hình có chiều sâu hình ảnh, chi tiết và màu sắc đẹp hơn. Đặc biệt, người dùng TV Samsung thế hệ cũ vẫn có thể nâng cấp lên phần mềm và chip xử lý mới thông qua bộ Evolution Kit, nhằm đảm bảo TV luôn cập nhật và tương thích với những tiêu chuẩn công nghệ mới nhất. Ngoài ra, đồng hồ thông minh SmartWatch của dòng Samsung Galaxy cũng là một mặt hàng khá hot tại hội chợ lần này.